Tôi mới về cái Innova bản V bản V là bản cao cấp nhất của Innova anh chị bản này nó có 7 ghế thôi thay vì bản G số tự động á, thì nó có 8 ghế xe này có 7 ghế thôi. nghe nghe tâm đang làm video xíu nữa tâm điện lên cho nha xe này là bản V 2014 anh chị động cơ là 2.0 7 chỗ ngồi nó có cái hàng cái đường đi ở giữa thay vì bản g là mỗi lần lên xe phải ship ghế lại con xe này nó có hàng 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 đường đi ở giữa luôn khỏi ship ghế nó tiện lắm dòng này nó cực kỳ sang và đẹp anh chị đăng kiểm thì còn tới tháng 12 2024 bốn cái vỏ mới thay mới 99 nha anh chị thay vỏ mới luôn nha nội thất thì ghế theo xe đẹp khen keo chỉ đồ là riêng hết máy móc động cơ hộp số là nguyên riêng hết á này bên tâm bán là 390 nha anh chị. 2014, bản V, số tự động 2.0, bản cao cấp nhất của Innova nha. Đó, xe này bên tâm bán là 390 triệu bao rút hồ sơ, biển số Bình Dương ha. Đẹp chuẩn. À, trang bị gồm có màn hình nè, Cam ve nè, ghế da theo xe và phim cách nhiệt nha. Được ốp uh, inox khá là nhiều, nhìn cái xe sáng tài lắm anh chị. Được cái là bốn vỏ mới, thắng ABS, mâm đầu đẹp lắm. Bốn vỏ mới tinh. nè gầm bệ thì bao đẹp ha 390 anh chị xe này anh chị thấy anh chị chịu liền nó rất là vừa ý mấy cái này Vân là ốp gỗ nè ốp gỗ hết nhìn nó xịn sò ha mấy công tắc rồi còn số này đẹp này tấp bi tấp lô này tươi lắm rất là tươi vừa ý ưng ý cực kỳ luôn keo chỉ là riêng hết nha đẹp quá luôn anh chị 2014 bản V năm sản xuất 2014 ốc tán nè u cha đẹp đẹp cưng lắm ghế này anh chị coi nè ghế xịn không da này riêng luôn nha cục số và qua lăng nào đẹp lắm xe này nhìn nó duyên và có tướng lắm anh chị cần nỉ nguyên riêng ha này nếu mà đánh giá thì tâm đánh giá xe này được khoảng 7 điểm rưỡi đến 8 điểm anh chị à, ở đô là hiện giờ là 118.000 bên tâm bán cho anh chị là 390 nha xe vừa ý anh chị riêng chuẩn không lỗi lầm đẹp lắm chất xe này không phải chơi được luôn bản vơi nè tâm phân tích nè ở giữa nó có cái đường đi nè thấy không đường đi đây bước lên xe cái là đi vô ra sao luôn có tự có tì tay ở giữa nữa nè hai người ngồi giữa đó này thì bị tróc cốc cốc da hết rồi da riêng hết à da gới riêng hết nhìn đã lắm anh chị xe này à, khoảng được à, 8 điểm nha anh chị chất xe này đa phần là xe bản V này người ta đi gia đình có người đi nhiều có người đi ít thôi chứ không có ai đem qua chạy dịch vụ hết anh chị thứ nhất là nó mắc tiền thứ hai nữa là nó cũng hơi hao xăng hơn là cái xe số sàn nên số tự động Innova ít có ai chạy dịch vụ lắm hồi xưa mua rất là mắc mua mắc dữ lắm tám chín trăm triệu gì đó để anh chị con xe này là 390 nha tươi đẹp chuẩn xe rất là vừa ý luôn đèn đuốc rồi nè nhìn nó sáng trưng mica đèn nào đẹp lắm đầu tư cái xe đẹp anh chị trong đây là có đầu nghề con đội tay quay là đầy đủ ha option nè ờ, cái trần nè trần nỉ nguyên riêng luôn xe rất là tươi đẹp cửa cốp cabo là chưa đụng đậy gì hết chuẩn nét luôn anh chị gầm là không có phủ gầm nên nó đẹp lắm tao không thích mấy cái xe phủ gầm nhìn nó dơ để gầm riêng nhìn nó sướng á có một đâu mà phủ chi nhiều người mới mua xe mới trong hãng ra nghe mấy anh tư quán viên phủ gầm bền ceramic gì đó phủ gầm gì đó trời ơi nhìn cái gầm thấy gớm ta đỡ gì ốc tán đồ nước sơn riêng của nhà máy nhìn đẹp đem phủ gầm đem thùi lùi nhìn gớm bám bụi rồi rửa đâu có ra đâu nó dính nó giống như cái nhựa dầu hắt đó anh chị phủ gầm nhìn dơ lắm. nên xe phủ gầm tao cũng ít mua mà bán cho khách khách ghét lắm khách chê xe phủ gầm nên anh chị mà mua xe mới á, mà ở miền ở trên á, thì hạn chế phụ gầm hoặc là đường phủ thì càng tốt còn ở mấy cái tỉnh mà bị gió mùa với nước mặn nữa thì phủ là cũng đúng ở đâu nó cũng có nguyên do nguyên lý hết nhưng mà riêng ở trên đây là đường nhựa không à sạch hưu mà phủ chi như nhiều cái xe ở Bình Dương bữa ta mua cái 2023 chạy có 10.000 cây mà phủ gầm đen thui gớm nên nói anh chị là đừng có phủ gầm nó nó không có một đâu 10 năm hai chục năm 30 năm cũng không một nữa mà xe mới tin mà phủ chị xe này đẹp anh chị cửa cốp cabo riêng đóng nghe bịch bịch đã lắm nó riêng nó còn chắc á còn xe mà đừ đừ đó, đóng cửa cái dội ra ta mà cảm nhận được là đây là con xe đẹp nha riêng chuẩn lắm luôn á nhìn đâu cũng thấy vừa mắt hết anh chị chạy êm nhẹ lắm chạy nhẹ cực kỳ luôn ốc tán mà giờ mà còn mới tin vậy nè bản lời đồ nè mấy cái này bản V là cái vân này là giống như giả gỗ luôn chị giả gỗ xịn luôn cẩm lai like. màu quá đẹp mấy tấp lô tấp bi rồi ha còn nhám luôn mấy cái này còn vân là rất là nhám nè, à. đẹp lắm anh chị lên nhìn cái xe thực tế là chịu liền nhìn nhìn xong rồi chạy thử nữa là bảo đảm hài lòng bởi vì sản phẩm tốt mà đâu phải sản phẩm đừ đâu tâm thích lựa những cái xe đẹp về để về phục vụ bà con á mình thứ nhất là mình có tiền lời nó chính đáng thứ hai nữa bà con có được cái xe tốt mà đi chứ mấy cái xe dập dập về bà con đi nó hư cái cũng cũng quải không mình lấy được tiền lời mà nó không có nó không có đã nó không có vui còn bán cái xe tốt này nó đã bà con mua được cái xe chất lượng cái là nhớ mình liền quý mình liền mua xe đời về mốt gặp mình ghét đó. nên tâm nghĩ vậy nên tâm mua xe đẹp đẹp không à ráng mua xe đẹp về phục vụ bà con nên bà con yêu quý nên ủng hộ tháng rồi tâm bán được 73 xe 12 á năm nay Tâm bán khoảng 800 mấy chục xe gần 900 xe đó anh chị hồ sơ thuận tiện hết hồ sơ xe pháo là thuận tiện hết suôn sẻ ngon lành ngọt ngào hết bà con tin yêu ủng hộ liên tục không có để bà con phải buồn phiền hay là nói nói gì hết nên đến với ô tô Duy Tâm là bà con hết sức là tự tin và yên tâm nha ô tô Duy Tâm là lấy từ cái tên của Tâm luôn tâm tên đầy đủ là nguyễn duy tâm anh chị ô tô duy tâm đó mình cứ làm thật là có ăn à làm giả dối là không bao giờ có ăn làm giả dối ăn được một lần hai lần bởi vì tâm được phát triển như ngày hôm nay là tâm cũng làm hết sức là cố gắng hết sức thiệt tình để bà con quý xe này thì nắp cò nắp đầu riêng hết anh chị ơi máy đẹp lắm máy đẹp màu nhôm đẹp ruột cái chung dầu mới tinh thậm chí chưa rửa luôn anh chị xe này máy móc này chưa rửa luôn đẹp lắm nhìn cưng lắm anh chị lên thấy cái xe này anh chị vừa ý à nó đều xe không rin hết à keo chỉ rồi rin hết nha anh chị mua ủng hộ tâm thì liên hệ nha 0917 215 512 0917 215 512. Xem xe ở địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Nguyên tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Di Tâm. À, công ty à, bây giờ thì còn lúc nào cũng phải 70 70 đầu xe. <laughs> lúc nào cũng 70 đầu xe trở lên á. À, đa dạng luôn, có số sàn, có số tự động, có gầm cao, gầm thấp, sedan, hatchback và nhiều à, hãng thông dụng ta mua đa phần là những cái xe thông dụng không à, chứ không có mua mấy cái xe lạ đó, mua xe thông dụng để để về bán cho bà con, dễ sửa, dễ thay thế và sau này muốn muốn uh, thanh khoản, muốn bán lại nó cũng nhanh. Thì uh, đây là con xe hợp lý và đẹp nha anh chị. Anh chị liên hệ bên Tâm để sở hữu em nói nha. Tâm cảm ơn anh chị rất là nhiều. Luôn luôn uh, tin tưởng, ủng hộ ô tô Di Tâm. Trong uh, thời gian vừa qua uh, nên uh, Tâm mới có được uh, cái sự thành công nhất định như ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Tâm uh, trân trọng cái tình cảm đó. Tâm phục vụ bà con uh, thật là tốt ha để bà con luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nha bà con yêu xe này thì liên hệ cho tâm nha 0917 215 512 nha bà con đó đến xem xe chạy thử bảo đảm sẽ cho bà con một cái cảm giác an toàn và yên tâm khi mà đến chọn lựa mua xe bên ô tô di tâm rồi xin kết thúc video ở đây hẹn gặp lại quý cô chú anh chị bà con ha xin cảm ơn ạ